Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VFS biến động khó lường, CEO VinFast vẫn tin vào tiềm năng của công ty. Theo thông tin từ VOA ngày 5 tháng 9, bất chấp những lo ngại của thị trường, CEO VinFast toàn cầu Lê Thị Thu Thủy đã bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của công ty, đặc biệt là khi xem xét hệ sinh thái xe điện đang mở rộng nhanh chóng ở Đông Nam Á. Hình ảnh VOA đưa tin. Hãng xe ô tô khởi nghiệp của Việt Nam bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ hôm 15 tháng 8 khi được niêm yết thông qua một công ty sát khống. Vốn được lập ra để huy động vốn trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng IPO, VinFast sáp nhập với BlackSpace Acquisition và được định giá là 23 tỷ USD. Cổ phiếu của hãng xe điện VinFast VFS tiếp tục ngày một thăng trầm và đóng cửa giảm 11,41% xuống mức 26,13 đô la một cổ phiếu hôm 6 tháng 9. Giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng giảm khoảng 0,1 tỷ USD, còn 5,9 tỷ USD, đưa ông xuống vị trí thứ 454 toàn cầu. Bạn có thể thấy sau khi niêm yết giá cổ phiếu của chúng tôi diễn biến như thế nào, và tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã ngạc nhiên. Bà Thủy được Nikki trích lời nói tại một cuộc thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Kinh doanh ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 5 tháng 9. Sự kiện này diễn ra trước cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các nước đối tác vào cuối tuần này. Nhưng chúng tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi tin vào tiềm năng của công ty, một công ty công nghệ trong khu vực này của thế giới, bà Thủy nói thêm theo Nikki. Theo thống kê của Reuters, cổ phiếu được chào bán ra công chúng của VinFast đã tăng hoặc giảm 14% trong 11 trên 12 phiên giao dịch vừa qua. Sự trồi sụt nhanh chóng trong giá trị cổ phiếu của VinFast đã đặt ra những câu hỏi về giá trị thực của nó. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ, tự do chuyển nhượng chỉ hơn 7 triệu cổ phiếu là một yếu tố quan trọng đằng sau sự biến động mạnh mẽ của VFS. Chuyên gia tài chính ngân hàng người Mỹ gốc Việt Nguyễn Trí Hiếu, người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã đưa ra nhận định với VOA về hiện tượng cổ phiếu của VinFast với mã giao dịch VFS tăng giá vùng vụt, cần một vài tháng thậm chí là cả năm để định giá trị thực của cổ phiếu. Tạp chí Forbes sau đó cũng đã đưa ông Vượng ra khỏi danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới. Hình ảnh CEO Lê Thị Thu Thủy. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết VinFast đã chứng minh điều mà nhiều người cho là không thể kể từ khi bắt đầu nghiên cứu sản xuất xe điện cách đây 6 năm, đồng thời cho biết công ty đã tung ra 7 mẫu xe tại Việt Nam, theo Nikki. Ô tô rất phức tạp, rất công phu, chúng tôi sẽ không thể bao giờ làm được, bà Thủy nói khi lặp lại nhận xét của những người hoài nghi về khả năng của VinFast, một công ty con của tập đoàn Vingroup, nhưng chúng tôi đã làm được. VinFast cho biết họ đã giao 11.300 xe điện trong nửa đầu năm nay, chủ yếu là ở Việt Nam. Công ty này đã vận chuyển 999 chiếc ô tô điện tới Mỹ cho các khách hàng ở đây, nhưng toàn bộ số xe này đã bị thu hồi vào tháng 5 vừa qua do lỗi màn hình. Ngoài việc doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi niêm yết tại Mỹ, VinFast còn là nhà sản xuất duy nhất của Việt Nam xuất khẩu ô tô ra thị trường thế giới. Theo bà Thủy, hệ sinh thái xe điện đang phát triển ở Đông Nam Á sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng của VinFast. Bà Thủy cho rằng sự giàu có về Niken của Indonesia, một thành phần quan trọng trong pin của xe điện, và những khát vọng của ngành công nghiệp pin ở nước này đã khiến cho bà lạc quan. Bà cũng đề cập đến các dự án liên quan đến xe điện ở Malaysia và Thái Lan. Từ góc độ chuỗi cung ứng, bà tin rằng VinFast có thể nhập hầu hết các linh kiện ở ASEAN. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể sản xuất xe điện trong khu vực ASEAN và xuất khẩu từ đây sang phần còn lại của thế giới, bà Thủy khẳng định. VinFast hiện còn có mức định giá 60,26 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức định giá 213 tỷ USD từng lập được khi VFS đạt giá 93 đô la một cổ phiếu. Tuy nhiên, theo trang CompanyMarketCap.com, công ty vẫn là nhà sản xuất xe điện giá trị thứ hai thế giới chỉ sau Tesla của tỷ phú Elon Musk. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin VFS biến động khó lường, CEO VinFast vẫn tin vào tiềm năng của công ty. Hải quân Hoa Kỳ và Manila sẽ tuần tra chung tại Biển Đông. Theo thông tin mới nhất từ Reuters, quân đội Manila hôm thứ Hai 4 tháng 9 cho biết các tàu hải quân của Philippines và Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra chung
qua các khu vực trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, hình ảnh Reuters đưa tin. Lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines cho biết đây là lần đầu tiên Philippines và Washington thực hiện cuộc tuần tra chung ở vùng biển phía tây đảo Palawan. Cuộc tuần tra chung phản ánh sự hợp tác giữa Mỹ và Philippines diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Manila và Trung Quốc, quốc gia tuyên bố chủ quyền phần lớn ở Biển Đông. Reuters nói thêm, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường BRB Jose Rizal của Hải quân Philippines và tàu khu trục trang bị tên lửa lớp Arleigh Burke USS Ralph Johnson của Hải quân Hoa Kỳ đã diễn tập tuần tra chung, trong đó có các tàu thực hành chuyển động gần các tàu khác. Bộ Tư lệnh miền Tây tuyên bố sự kiện này nhằm tạo cơ hội cho Hải quân Philippines và Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thử nghiệm và hoàn thiện học thuyết hàng hải hiện có. Manila đã nhiều lần phàn nàn về điều mà họ mô tả là các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm việc lực lượng tuần dương Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu của Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế vào ngày 5 tháng 8. Hồi năm 2016, phán quyết của Hội đồng Trọng tài ở The Hague đã vô hiệu hóa các tuyên bố của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ tuyến đường thủy có mật độ giao thương trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Bắc Kinh không tham gia vào quá trình tố tụng của tòa án và không công nhận phán quyết. Hôm 31 tháng 8, binh lính Mỹ, Indonesia và 5 quốc gia khác cũng bắt đầu cuộc tập huấn hàng năm trên đảo Java của Indonesia, trong khi sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc đang gây lo ngại. Binh sĩ Mỹ và Indonesia đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật lá chắn siêu Garuda từ năm 2019. Úc, Nhật Bản và Singapore cũng tham gia vào năm ngoái. Lực lượng Anh và Pháp tham gia cuộc tập trận năm nay với tổng số khoảng 5.000 quân nhân. Trung Quốc coi các cuộc tập trận mở rộng này là một mối đe dọa, cáo buộc Mỹ xây dựng một liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tương tự như NATO để hạn chế sự ảnh hưởng quân sự và ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Hình ảnh tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson bên trái của Hải quân Hoa Kỳ và tàu khu trục BRB Jose Rizal của Hải quân Philippines đi qua vùng biển phía Tây Palawan ở Biển Đông vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Cũng hôm 31 tháng 8, Trung Quốc đã công bố bản đồ tiêu chuẩn mới, trong đó thể hiện các yêu sách lãnh thổ của nước này trên Biển Đông, vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế hàng hải của Malaysia gần Sabah và Sarawak và một số quốc gia khác như Brunei, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Sau khi bản đồ của Trung Quốc được công bố, nhiều nước đã công khai phản đối. Philippines nói tấm bản đồ này là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm đòi chủ quyền đối với các thực thể và các vùng biển của Philippines và cho biết nó không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Theo VOA, nhiều nước phương Tây đã hối thúc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, một văn kiện ấn định những khu vực kiểm soát hàng hải dựa trên đường bờ biển. Nhưng Trung Quốc phần nhiều xem những luật lệ quản trị hàng hải mà Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn là không tương thích với luật pháp trong nước. Tệ hơn là họ xem những luật lệ này là những công cụ mà báo quyền phương Tây được định ra để hạn chế ảnh hưởng đang lớn dần của Trung Quốc trong tư cách là một cường quốc thế giới. Để đối phó với Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ đang thắt chặt liên minh với các đối tác trong khu vực, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh, nhất là trong khu vực Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ, Đô đốc Carl Thomas, nói rằng cần phải đẩy lùi hành vi hung hăng của Trung Quốc trên biển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Hải quân Hoa Kỳ và Manila sẽ tuần tra chung tại Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.